xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Aerob. Mình là Tuấn Cơm, mình sẽ đồng hành và hướng dẫn mọi người tham gia những sự kiện Aerob Mining Giveaway từ những dự án uy tín và chất lượng trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để không bỏ lỡ một dự án crypto miễn phí nào mà mình để chia sẻ trong kênh. Trong video này mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Aerob đến từ dự án Satyax. Với tổng giải thưởng của sự kiện này dành cho 15.000 sub winner là 75.000 đô token TTS. Với sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Dự án sẽ phân phối token về ví dành cho những anh em nào tham gia kể từ sau 3 ngày khi dự án được sang. Và để tham gia vào sự kiện Airdrop đến từ dự án Satyax, anh em kết bạn lên, mình để phía dưới phần mô tả video. Tiếp theo, mọi anh em tiến hành làm các nhiệm vụ trên mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên, mọi anh em follow dự án trên Twitter. Rồi anh em tiến hành nhập địa chỉ ví. Địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain. Rồi, anh em tiến hành làm nhiệm vụ follow. Rồi, follow Capital Wishcoin. Tiếp theo, anh em tiến hành tờ wish lại bài bó. Xuân trong xanh tràn đầy hương hoa, từng đàn chim tung bay hòa mình trong nắng. Mùa xuân đến với cánh rồi sau đó tiến hành rewish bài bó. Đang rơi rơi hòa theo gió trời, cùng bên nhau say sưa hòa theo câu ca. Còn câu ca vui tươi nụ cười khoe sắc. Lòng xuân đến rớt xuống vương trên cành cây cao. Lắng tai nghe xuân. Rồi tiếp theo anh em tiến hành tờ wish lại tôi quýt lại bài bót về gánh thỉ ba người bạn của mình. Trong tháng ngày đã mây xuân mà ta sao còn đang cố liêu, mong đến ngày gặp em. Từ bên trong nhịp tim đang rung lên, nàng đi qua. Rồi sau đó anh em tiến hành gửi lên mình để tôi quýt bài bót. Rồi sau đó anh em tiến hành tham gia cộng đồng trên Telegram. Rồi tiếp theo tiến hành xác thực. Sau đó anh em tiến hành điền username Telegram tài khoản. Rồi sau đó anh em tiến hành tham gia cộng đồng của backer của dự án là Bitcoin Capital. Trong xanh tràn đầy hương hoa, từng đàn chim tung bay hòa mình trong nắng. Mùa xuân đến với cánh mai vàng đào kiều xa, kìa hoa đang rơi rơi. Rồi sau đó anh em tiến hành trả lời câu hỏi mà dự án đặt ra. Câu hỏi là tên token của Satyax là gì, ký hiệu. Vậy anh em trả lời là TTS. Lọc xuân đến rớt xuống vương trên cành cây cao. Rồi sau đó mọi người tiến hành anh em tiến hành làm các nhiệm vụ bổ sung mà dự án đặt ra. Tham gia Discord. Vậy để tránh hiện tượng full nhóm giống như mình
thì anh em những dự án nào mà để phân phối token hay là các danh sách winner, anh em có thể thoát khỏi nhóm trên Discord hay là Telegram của dự án đó. Tiếp theo anh em tiến hành follow Instagram. Rồi subscribe kênh YouTube. Tham gia sẵn đây là group quảng cáo của dự án này. Đúng rồi, và để nhận thêm phần thưởng từ dự án, anh em có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của anh em tham gia sự kiện để lọc và tắt thì chỉ nhận thêm phần thưởng. Vậy là mình đã hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Airdrop đến từ dự án Citizen. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc anh em sẽ may mắn nhận được token từ dự án này. Đồng thời, anh em nhớ để lại mình một like và một comment để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều.